Rồi, tại sao lý do gì vừa đen vừa mập vừa xấu mà tại sao mà để ý bà? Dạ. À, thôi thì chị em mình bất chấp yêu nhau đi. Xong rồi hai chị em cũng một ngày đảo các sân hô là chị anh em. Anh tối nay mình có tân hôn không anh? Em mới nói và em dày. Thôi giờ em cứ lên cho công ty trước đi rồi tính tiếp. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng đón chào cặp vợ chồng thứ nhất. Xin chào hai em. Em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận ạ. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Võ Minh Mơ. Em đến từ An Lão, Bình Định. Và nghề nghiệp của em là dược sĩ anh. Dạ, em là Đinh Lê Tuấn Anh ạ. Dạ, em năm nay 26. Dạ, em đang là nhân viên của văn phòng phòng giáo dục huyện An Lão. Hai em là cùng quê. Dạ. Ủa, hai em là ở quê vô trong đây tham gia chương trình Vợ Chồng Son đúng không? Dạ. Dạ đúng rồi. Ủa, từ Bình Định vô luôn á hả? Dạ. Thôi, thay mặt chương trình Vợ Chồng Son cảm ơn hai vợ chồng đã lặn lội đường xa đến đây tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Bây giờ kể cho chương trình nghe là hai em quen nhau từ thuở nào? Dạ, em với chồng em là biết nhau là nên em lớp 10, chồng em lớp 9. Nhưng mà mãi tới 7 năm sau khi mà gặp lại thì mới yêu nhau rồi mới cưới nhau. 7 năm sau mới gặp lại yêu nhau? Dạ. Wow. Thì lúc đấy thì nói chung là em nhiều mập mà em còn đen, em xấu lắm kìa. Ảnh thì lúc đấy con cũng dạng như là nhà cũng khá giả nên ảnh là cũng nhỏ con, tính tẻo, thư sinh vậy. Thì lúc đấy gặp nhau thì cũng chị em thôi, nói chuyện qua lại chứ cũng chưa có nảy sinh tình cảm. Xong khoảng một thời gian vậy là năm lớp 12 là em đi vô Sài Gòn với ba mẹ. Còn ảnh thì ảnh đi lên Công Tâm, ảnh học. Thì hai vợ chồng em xa như từ đấy. Bây giờ để cho ông này ông nói về cái ấn tượng gặp em đi đã. Giờ, tại sao lý do gì vừa đen vừa mập vừa xấu mà tại sao mà để ý bà? Dạ lúc đấy quan niệm em là em không có xem là vợ em xấu. Thì em thấy tính tình vui vẻ, hồi đó còn nhỏ em cũng chưa nghĩ tới cái chuyện yêu đương. Nói chuyện qua lại chị em hồi đó còn kêu chị. Nên là tới chừng em đi học rồi cũng trải qua cũng khá mối tình. Lúc đấy em bị người yêu bỏ thì em mới lên Face. Em ngồi em cũng lướt là em thấy chị này nhìn mặt quen. Do lúc đó là hồi xưa là khi mà em gặp vợ em là 60 kg lận. Khi mà 7 năm sau em quay lại thì mới chỉ còn có 48 kg thôi. Nhưng mà cái nét vẫn còn. Cho xong rồi em mới nhắn tin. Em kêu nhìn mặt quen. Có nghe gặp lại trên Facebook đúng không? Dạ. Sau 7 năm em đi Sài Gòn á thì em mới nhận thức được là cái bản thân mình nhan sắc nó rất là quan trọng. Nên là em mới quyết tâm là em giảm cân. Xong rồi em tắm trắng rồi em sửa soạn bản thân rồi đã. Mà chị muốn hỏi nè, lúc mà cái bạn này nhắn tin cho em á là em có nhận ra bạn này là cái người mà em đã từng biết không? Không, hồi đó em qua Facebook ảnh là tàn hình người yêu ảnh không à. Để avatar cũng hình người yêu ảnh mà em đâu có biết đâu. Xong rồi là nói chuyện qua lại một hầu một chẹp em mới nhận ra. Rồi đến bao lâu thì hai bạn mới gặp nhau và chính thức yêu nhau? Lúc đấy thì ảnh cũng có vấn đề trục trặc tình cảm. Thì em cũng có vấn đề về tình cảm bởi vì lúc đó em vẫn còn quen người một anh nữa. Hai chị em khuyên bảo như qua lại, em bảo ảnh là ảnh nên quên buồn, nên là đừng có buồn nữa. Còn anh thì ảnh cũng khuyên bảo em là để hai người gắn kết lại, kiểu như là gắn kết khuyên bảo mình gì đó, an ủi mình gì đó. Xong rồi khoảng thời gian là em đi về quê, xong rồi hai chị em mới hẹn gặp nhau. Là lúc đó là tình cảm nó cũng có một chút rồi, tại vì hai chị em nói chuyện rất là nhiều. Là có một đợt là ngày cá tháng 4, thì cá tháng 4 là em với anh có giỡn với nhau là thôi thì chị em mình bất chấp yêu nhau đi. Xong rồi hai chị em cũng một ngày đảo các sân hô là chị anh em. Cũng một ngày cũng nói giỡn qua lại. Xong rồi hết cái ngày đấy là em kêu thôi hết cá tháng 4 rồi. Nhưng ổng không chịu. Còn anh này sao? Trong ngày cá tháng 4 thì lúc đấy em cũng vừa đùa vừa thật. Là cái em cũng nói vậy, cái là chị không chịu do là chị còn thương người cũ. Em cũng cứ lấy cây đà đấy thì em cứ tán luôn. Dạ em tán lần nhưng mà sau đó thì về gặp em thì lại vỡ mộng. 7 năm em thay đổi quá nhiều. Dạ hồi xưa là em nhìn công tử nhưng mà giờ khi đó là lúc đó là em vừa đang đi nghĩa vụ quân sự. Dạ về đen nhìn em bự lắm. Dạ ngày đầu tiên gặp mà em mang dép Lào mà
rồi quần sọt tôi râu ria sồn sồn xuống ra thay đổi em vỡ em vỡ mộng luôn mà em gẹp ổng em hậu âu luôn em gẹp ổng là em bất ngờ luôn mà ổng vừa mập mà vừa đen mà râu ria tùm lum hết mà nói chung quần là hai vợ chồng thay đổi tỷ lệ nghịch với nhau dạ đúng rồi vậy thì em làm cách nào để mà em chinh phục được cái trái tim cô gái này? Dạ thì khi mà vợ em về là ngày gặp lần gặp đầu tiên á là em cũng có ấn tượng với vợ em nhiều. Sau đấy là em không có tán vợ em trước đâu, em tán phía nhà vợ em trước. Dạ tiếp cận. Dạ đúng rồi, em đánh hậu phương trước mà, nên là em mới xuống là hồi đấy là ở quê thì chỉ còn ông bà nội và em mới chở cô này về, cái là em mới biết nhà. Ngày hôm sau cái em đi công tác về là cái em mới ghé vào nhà. Nhưng mà vào nhà nội em thì trắc trở lắm. Dạ, nhà nuôi một con ngỗng với hai con chó lận. Nên mà em vào là em phải tán trước ba em đấy trước đã. À, dạ. Tán trước ba em sức giật. Em ngỗng nó rượt cắn người trên. Dạ đúng rồi. Chó. Rồi sao? Tới chồng em thân với hai ba anh đấy là em vào là nó mừng. Em vào nó mừng rồi em cũng thăm nước yến ông nội. Khi mà em thăm nước yến ông nội xong là ông nội mới bất ngờ. Ông nội không biết em là ai hết. Ông nội mới gọi điện vào cho vợ em. Mới kêu là ủa mày quen thằng nào ở ngoài này mà nó về đây nó thăm tao. Dạ vợ em mới kêu ủa thằng nào nó cứ cho thì cứ nhận. À, thì lúc đấy là bước đầu là em tán vợ em. Hồi đến bao lâu thì em mới với cô này mới đến được với nhau? Lúc đấy là em với người yêu cũ đang lục đục á. Em nói anh người yêu cũ là cứ đi mà anh không chịu. Sau rồi em hỏi không cứ đi đi hỏi thì chừng nào 30 tuổi cứ cũng được đó. Mà trong lúc đấy ông này ông mới nhảy vô, ông kêu nó không cứ thì em cứ, nó không hỏi thì em hỏi. Nó không hỏi thì em hỏi. Mà ai ngờ ông này ông em ừ một phát là ông làm tấu tấp luôn. Ông gọi điện thoại vô rồi mẹ ảnh á đi khám bệnh trong này nè, xong rồi mới nói chuyện với mẹ em. Này là anh đang trong thời gian nghĩa vụ quân sự á, nên mẹ nói là không, bây giờ nếu như hai con thương nhau á thì con về quê làm đi, mẹ sẽ gây dựng cái sự nghiệp cho con làm. Mình cũng dạ dạ vậy thôi chứ mình không nghĩ là mẹ anh nói có một nói ngày trước thì sao anh kêu em ơi mẹ kêu cây tới xây nhà xây quán cho em rồi. Em mình hậu âu ra mình kêu rồi gì đâu mà nhanh dữ, mình chỉ nghĩ mình nói vậy thôi chứ còn tiến tới nó có rất là nhiều bước. Mới đầu là một cái không hề có dự định cưới nhưng dạ. Mà qua rất nhiều những cái sự cố sự việc dạ. Xảy tới thế là cưới dạ. Đó cưới là coi như đám hỏi rồi cưới luôn hay là đám hỏi xong rồi mới đám cưới? Dạ khi đó là em mới kêu thôi về làm lễ đám hỏi trước. Đám hỏi dạ, do em cũng còn đang trong lính, xong là vợ em về đây ở được 2 năm cái là hai vợ chồng làm vợ kế hoạch. Con em được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ bé em là bây giờ được 22 tháng. Vậy thì con em được bao lâu thì các em mới đám cưới? Dạ con em được 7 tháng. 7 tháng rồi lúc đêm tân hôn sao? Con nằm giữa hai chồng nằm hai bên hả hay sao? Đêm tân hôn về là vợ em mới hỏi em một câu: anh tối nay mình có tân hôn không anh? Em mới nói vợ em vậy. Thôi giờ em cứ lên cho công ty trước đi rồi tính tiếp. Yeah. Rồi bây giờ có vỡ mộng về nhau? Vỡ tè le luôn không? Vỡ tè le đâu? Ổng lụm thụm mà ổng bừa bộn lắm. Sáng á, ảnh đi làm đó. Bắt đầu là anh cởi cái quần ra là anh làm cái tuột là để tại chỗ vậy. Bước cái chân ra thôi giống như này tiên người tám bước ra vậy. Đi vô, em đi vô em thấy cái quần y cho cũ luôn á. Mười bữa như chục ai dọn kệ. Lượm thùm, đúng không? Dạ. Rồi còn gì? Ảnh thì có cái là ảnh vô tâm lắm. Kiểu như vô tư mà nó ở một mức level thành vô tâm á. Ví dụ như là em buồn ngủ chuyện gì đấy. Đó, là em đêm là em nằm là em khéo. Đó, hoặc là có cái tính cái tật của ổng là ổng ngủ không muốn ôm em. Kiểu là ổng ngủ một mình ổng không giờ vậy đó. Mà mình vợ chồng về là mình muốn ảnh là ảnh ôm mình giống kiểu phim Hàn Quốc vậy. Dạ luôn. Nhưng ổng không có thích vậy. Ổng cứ quấn một cái mền xung quanh như một con kén vậy. Quen. Cái thói quen của ảnh chị, em nói ảnh đậu đi mà ảnh không đậu được. Cái nhiều lúc em tức quá cái em cũng niệm khép. Ổng cũng ngủ dắt tới sáng vậy. Sáng xong em dậy em cũng hờn, em kêu đợt này là em cho ổng xù luôn. Ủa nhưng mà chị hồi nhỏ này quấn mền hoài vậy rồi lúc ấy là nó quấn luôn hả? Hay
ấy là... lúc đấy thì ông thả mình rồi chứ. Đúng rồi, lúc ấy là phải thả chứ. Một tuần vậy thả mình mấy lần? Dạ cũng được. Được không? Có làm biếng không? Không. Làm biếng lắm phải không? Dạ. Em quấn mình là biết làm biếng mà mày không? Dạ. Sao vậy? Dạ nhiều khi em cũng rõ về cái vấn đề đấy, có khi nó cũng hết xài được rồi sao? Ủa là sao? Có cái gì hết xài? Em hỏi ổng, ổng cũng nói vậy á. Em kêu chứ quen cho lém cồ vô xong rồi xài cho hết tôi hết xíu quá. Đây là làm biếng thôi đúng không? Dạ, dạ. Như lại cái kiểu như vậy, em về mình, cái khi mình về mình nằm mình chờ thì chị cứ đi làm mà cái gì đâu không. Tới chừng cái hết hứng em quấn kén rồi là tới chừng chị lên chị quèo. Trời ơi. Không biết ý mà. Không biết ý, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Bây giờ có nghĩa là bến đến bây giờ em mới hiểu đúng không? Em cũng tự hỏi là kêu hay là do mình sinh con mình mập mình xấu quá rồi nên chồng mình nó không quan tâm nữa. Xong rồi em cũng tìm hiểu, em cũng thay đổi mình. Em cũng mua váy ngủ sexy rồi vậy. Em mua một cái đầm 4,5 đúng sexy luôn á. Sexy. Mấy chị kiểu như trên mạng có tham gia hội, mấy chị cũng kêu mình phải giữ trong mình vậy. Ừ. Mình mua về mình tắm rửa sạch sẽ, mình mặc cái đầm sexy vô mình bước vô ông quán kiến gì. Em hỏi anh em đẹp không? Cơm kêu thông. Em mặc bộ đồ đó là cho em nghỉ. Tức là ổng không chịu. Trời. Nhưng mà em là cái gu em thích làm sao? Em cứ kiến cổng cao tường cứ từ từ. Mà đụng vào em là em hay nhột. Mà bà này là cứ khoái rút vào nách. Kiểu vậy em không biết trong đấy nó có cái gì. Rất thích rút vào đấy. Mà nó nhột là em chịu không được. Cứ mỗi lần thế là em cứ cười. Mà em cười cả tiếng đồng hồ vậy là hết hứng. Rồi xong luôn. Cái đó nó còn khủng khiếp hơn là uống kén. Dạ. Thế còn bây giờ tật xấu vợ em? Tật xấu? Ngoài cái chuyện mà lấy cái đầu chui vô cái nách đó. Được một cái là cũng hay quan tâm chồng, quan tâm mẹ, cũng nói chung là cũng chu đáo lắm. Nhưng mà khi sinh tới giờ là có cái tính hay quên. Và mà cứ mỗi lần quên là bác em đi tìm. Ví dụ tìm cái gì? Dạ ví dụ như để điện thoại ở đâu không biết. Là cứ biểu em đi tìm hoài vậy. Rồi vì bây giờ em mong muốn mà cô vợ mình thay đổi điều gì? Dạ em cũng muốn vợ em thì mình điềm tĩnh lại một tí xíu. Tính vợ em hay nóng nữa, mà mỗi lần nóng lên là nói cũng không có được giữ ý cho lắm. Nên là em chỉ muốn vợ em sửa về cái lời âm tính nói. Dạ đúng rồi. Rồi còn em? Dạ thì đối với em thì chồng em thế này là đủ. Tại vì là con người mà ai cũng có khuyết điểm và ưu điểm. Nhưng cái quan trọng nhất là em thấy chồng em thương em, chồng em hiểu em. Chỉ có điều là những cái râu ria bừa bộn hay là chơi game chơi đồ gì đó thì em có chấp nhận được. Bởi vì là chồng em là không rượu chè, không bia bọt, không gì hết. Chỉ có chơi game thì em chấp nhận. Có không anh em. Đừng có quấn kén nữa. Còn quấn kén nữa. Không, không nên quấn kén nữa. Không, nói đi, nói cho biết đi. Em cũng mong anh là anh quan tâm em một chút. Anh bớt quấn kén đi. Được không anh? Dạ chắc được. Nhưng mà em đơn giản lắm, em đừng có nằm em chờ. Hả, cái cơn em lên là nó bất kỳ ở chỗ nào kệ nó đó. Em cứ nắm đầu vô xử luôn. Nắm đầu vô vậy chứ. Nhiều cái ghét lắm chị. Em kêu thôi về ngủ em dãy là biết ý rồi mà không chịu về. Khổ thế. Bây giờ giao ấm hiệu, hiểu không? Đó bây giờ này em đang làm gì em làm không cần biết. Em thấy cái mắt của chồng em đỏ lên nó nhìn chằm chằm. Em ơi. Là gì đó, là quyết định thôi. Đúng không? Bây giờ chúc tụi em hạnh phúc thôi. Dạ. Rồi. Ok rồi, xin chào. Chúc em hạnh phúc. Thì anh mới nói là anh hơn em 10, 11 tuổi vậy á. Tại vì trong giấy ấy là hơn 10 tuổi nhưng mà thật sự là hơn 11 tuổi lận. Trời. Em biết điểm yếu của em là em không uống được. Mà nhà vợ là em là lò rượu mà. Về là nhiều khi là bị khớp. Nhưng mà cái của em làm như em có tính toán hay sao điều khiển được bản thân á. Đi làm không sao mà cứ tối về mới thả nó. Thả bà vợ mình thôi. Mời quý vị chúng ta cùng dành tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng thứ hai. Xin mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em xin chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Tiến Hoàng. Năm nay em 32 tuổi. Em đến từ Đắk Lắk. Hiện tại là em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, chào vợ bạn. Em giới thiệu về mình. Em chào anh chị ạ, em chào quý vị khán giả. Em tên là Mai Thị Hoài. Năm nay em 22 tuổi. Công việc hiện tại của em là kinh doanh online thuốc đông y trị mụn hoa trà.
Em đến từ Biên Hòa, Đồng Nai ạ. À, thế thì hai em quen nhau trong trường hợp nào? Dạ, tụi em quen nhau qua Zalo. Vô tình thì em thấy nick của vợ em thì em kết bạn làm quen. Ừ. Nhưng mà làm quen rồi để đó thôi. Chứ thường thì nhắn tin thì vợ em ít khi trả lời lắm. Lúc đấy là em mới chia tay bạn trai cũ xong. Xong rồi em lên mạng em thả thính ấy, em đăng hình miết à. Mà lúc đấy em tìm xung quanh ấy, bạn trai kết bạn rất là nhiều. Thì em đa số là em không có nhìn avatar gì đâu. Em chấp nhận hết vậy á. Chồng em lúc đấy là nhắn tin với em miết luôn. Ngày nào cũng nhắn hết. Mà em cũng cứ hẹn em đi uống nước á. Em không có đi. Khoảng được 1-2 tuần gì đó, em thấy anh này nhắn nhiều quá. Xong rồi lúc ấy em đi làm phán tiết ở nhà hàng, em mới bảo là 7 giờ mấy em ra thì uống nước ở gần đấy đi. Em đứng phía bên này đường, còn vợ phía bên kia. Nhưng mà nó trong cái hẻm gần nhà hàng á, thì em cũng nhìn ngơ, em biết là có phải cô đó không. Mà nhìn dáng cao cao, cao. Da thì ngăm ngăm, nói chung là cũng xinh. Hình như là do là trang điểm đi làm khánh tiết mới ra nữa. Ngay từ ban đầu là em đã kết cô này rồi đúng không? Dạ. Thế còn em thì sao? Dạ, lúc đấy em thấy chồng em là cũng đẹp trai, nhưng mà nhỏ nhỏ con à. Em nghĩ trong đầu là không biết anh này có cao hơn mình không. Nhưng mà thật ra ngoài đời là có cao hơn không? Thấp hơn 3 phân. Thấp hơn 3 phân, đúng không? Hôm đấy là anh ấy nói chuyện với em nhiều lắm, nói đến khoảng 10 giờ tối luôn á. Mà không thấy rủ đi ăn gì hết. Thường thường là em đi làm về là các bạn trong phòng em nấu ăn, thì đợi em về ăn á. Mà hôm nay em uống nước với anh này, cứ ngồi nói chuyện thôi. Anh ấy nói chuyện em mới biết tên của anh ấy, chứ em cũng không biết tên luôn. Chị hả? Ủa, chat tiếp qua nha mà không biết tên luôn. Nhưng mà đến bao lâu thì em mới thực sự là biết tuổi của anh này là chênh lệch mình quá lớn? Dạ, lúc mà sau buổi uống nước ấy về thì nói chuyện á, thì em mới hỏi tuổi. Thì anh mới nói là anh hơn em 10, 11 tuổi gì á. Tại vì trong giấy ấy là hơn 10 tuổi nhưng mà thật sự là hơn 11 tuổi lận. Trời. Nhưng mà cái chuyện mà trên là tuổi tác nó có ảnh hưởng gì về cái mối quan hệ giữa hai người không? Dạ cũng có một phần. Mình thì ba mấy rồi mà mình có vẻ là suy nghĩ của mình nó khác với vợ xíu. Vợ em thì kiểu thời mà em quen vợ em là vợ em còn đang đi học lận mà, sinh viên mà. Nên là đôi lúc thí dụ như là nghe nhạc đi, vợ em thì thích nghe nhạc trẻ hơn. Còn em thì hồi trẻ mình cũng thích nghe nhạc trẻ, nhưng mà bây giờ mình chững rồi, mình thích nhạc bolero hơn. Rồi bao lâu thì tụi em mới quen nhau? Sau buổi hôm đấy về là bọn em cứ nhắn tin vậy á. Xong rồi là quen luôn chứ không có tỏ tình gì hết. Xong khoảng được 2-3 tháng thì em dẫn anh này về nhà. Mà nhà em là nấu rượu. Bố em thì uống rượu cực giỏi luôn, mà anh này thì không biết uống rượu. Rồi ít nói chuyện với bố em lắm, tại vì bố em bảo rượu vào lời ra mà. Em mỗi lần mà về nhà vợ là em biết điểm yếu của em là em không uống được. Mà nhà vợ là em là lò rượu mà. Về là nhiều khi là bị khớp. Nói chung là ngồi nói chuyện với người lớn mà có ba mẹ của vợ là em ngồi em không nói được gì nhiều hết. Nói chung là hỏi vu vơ thôi. Ở trong cái thời gian hai bạn yêu nhau á, có những cái sự cố gì xảy ra không? Có một lần là em nghĩ là biến cố lớn nhất là làm em nóng lên trước thời gian mà đi đến hôn nhân, là em có đi du lịch với công ty 3 ngày. Thì vợ em ở nhà thì nói chung là thời đó vợ em bán hàng online mà nhiều bạn trai nhắn tin rồi làm quen rồi kết bạn nói chuyện này nọ lắm. Thì có một lần là như em nói, em đi du lịch thì vợ em ở nhà có đi xem phim. Mặc dù chụp hình lên thì chụp một mình thôi, nhưng mà em linh tính tốt. Cho nên là về em có nói chuyện, em búa vài câu thôi là vợ em khui ra là có đi xem phim với một người trai. Khai liền đó. Lúc đó em nóng lắm. Lúc đó là em đang ngồi quán trà sữa với vợ, mà em nóng đến mức là em đấm bể cái bàn. Trời, sau đó em bỏ đi. Lúc đấm bể cái bàn đó em sợ không? Dạ em sợ à. Nhưng mà anh này thì anh chỉ đập đồ thôi chứ không bao giờ dám nạt em. Thì anh ấy giận xong anh bỏ đi luôn. Mà em thì sợ lúc ấy đang nóng giận anh ấy chạy xe nhanh hay gì á, nên em cũng xin lỗi nhắn tin rồi gọi điện quá trời. Rồi anh ấy cũng tha lỗi rồi về. Hỏi bạn này coi cái bạn trai đó là bạn nào? Bạn từ thời thơ ấu, hay là bạn cùng lớp, hay là bạn cùng bán hàng online, hay là bạn chung hẻm? Bạn bán hàng online thôi chị. Bán hàng online. Sau vụ đấy là em biết chồng em rất là nóng tính, mà em sợ nên lần sau em không dám. Nói chung là hết đi coi phim anh Phật với ai ngoài trừ với anh ấy. Vâng ạ. Rồi bao lâu thì tụi em mới cưới nhau? Dạ đầu năm dương lịch vừa rồi là tụi em cưới nhau. Em hồi đó bán hàng online chắc là đắt lắm đúng không? Vâng ạ, lúc đấy là em bán đông mà khách em nhiều, mà toàn là bạn nam là nhiều. Thế thì bây giờ sau khi có chồng rồi bán hàng online có đắt không em?
ế hẳn anh ơi. Ờ, ế hẳn rồi. Tại chồng em hay ghen lắm, cứ hay kiểm tra điện thoại á, mà cứ kêu là mình bán hàng á, thì người ta hỏi về hàng hóa thì mình nói chuyện, còn bình thường cứ hỏi tuổi tác, nghề nghiệp là không trả lời. Có khi nào lấy máy điện thoại gây lộn với khách hàng nam không? Bạn? Dạ không, em nghĩ là em cũng lớn rồi, cho nên là em thấy là thí dụ như cuộc gọi hay là tin nhắn nó đi quá lố thì em mới nói, còn được. Bình thường thì em cũng không có khe mấy cái đó lắm. Rồi bây giờ cưới nhau về có tật xấu gì mà lòi ra không? Dạ có. Bên nào nói trước đây? Dạ nhiều lắm ạ. Thôi, em nói anh ấy đi. Là rất là tỉ mỉ ạ, là mỗi lần mà dẫn em đi mua đồ ấy là anh bắt em thay tới thay lui xong chụp hình lại đẹp rồi mới mua. Tại vì anh kêu em là cái gu của em thời trang ấy là nó lúa lúa. Em hay chọc vợ em vậy á, mặc đồ gì đâu mà nhìn hay lú, xong rồi em dẫn đi mua đồ là nói chung là nhìn ưng mắt á thì mới mua. Rồi còn gì nữa? Dạ chồng em hay thả bom lắm anh, bình thường là đi làm á không bao giờ thả đâu, mà cứ về với em là thả cả đêm vậy á. Sao nhỏ xíu con mà sao thả dữ vậy? Theo em tìm hiểu thì nó tốt cho sức khỏe. Nhưng mà cái của em làm như em có tính toán hay sao điều khiển được bản thân á? Đi làm không sao mà cứ tối về mới thả nó. Thả bà vợ mình thôi. Hay thiệt chứ. Còn gì nữa? Dạ anh ấy rất là chậm. Thường thường là cứ cuối tuần ấy mà hai vợ chồng mà muốn soạn đồ về nhà em chơi ấy, tại ở Biên Hòa từ đây về có 1 tiếng rưỡi à, mà chồng em mà soạn đồ từ sáng đến trưa chưa xong, lần nào về nhà rất phải tới chiều mới về. Tỉ mỉ mà đúng không? Gấp cẩn thận lắm không? Vâng ạ. Rồi giờ tới em đó. Dạ vợ em thì có mấy cái tật xấu mà em nghĩ nó khó thay đổi lắm. Cái thứ nhất là vợ em là cứ tối đến là hay kêu ngứa mũi, ngoái mũi bôi vào người em. Em kêu là em có thể bôi vào cái chỗ nào đó mà không phải người anh được không, thì không, nói chung là em nói nhiều mà vợ em mới sửa được. Mà nhiều lúc em cũng bực, nhưng mà nhiều lúc thấy cũng nói chung là cũng có cái gì đó nó đáng yêu thôi, em kệ thôi. Cái thứ hai là vợ em hay cãi lắm, cái gì vợ em cũng đúng hết, cho dù là cái chuyện đó là to nhỏ, là vợ em đúng vợ em sai, nói chung là sao mà nhỏ tuổi người ta mà kỳ cục vậy. Vợ em đúng hết. Em có con chưa? Dạ có rồi chị. Từ đầu là có lúc mà trước Tết ấy là em có thử que, nhưng mà em thử sai nên có vặt à. Cái lần đầu là bà không biết thử đúng không? Dạ lúc đó em hay chọc vợ em là không biết luôn, bờm quá không biết thử đó, thử lần đầu á là thí dụ như là mua cái đó về là người ta hướng dẫn là để đến cái vạch nào đó thì vợ em nhúng một cái nó lố đi chẳng hạn, là coi như kết quả nó về zero sai, thế là mình nghĩ là chưa có, nói chung là không biết luôn. Dạ mà đi xe thì say, thì lên xe thì em phải mua thuốc chống nôn cho uống, là cứ uống vô bình thường, đến khi ra ngoài Nha Trang á, là nhà anh chị em á, cái mua que về thử lần nữa, xong rồi em mới kêu là đưa đây anh đọc coi thử coi người ta nói làm sao, xong rồi em chỉ đúng vậy, lên thử là nó 2 vạch tiền. Ồ bây giờ là em đang mấy tháng? Dạ 4 tháng mấy ạ. 4 tháng mấy rồi đúng không? Vâng, 4 tháng 10 ngày. Còn thật xấu gì ở quê em? Còn trước đó em có làm công việc thì nó hơi áp lực, em hay về trễ khoảng 7 giờ, có khi 7 giờ em mới về tới nhà. Mà em về thì thường nếu mà hôm đó công việc nhiều là em căng thẳng lắm, về nhà em cảm thấy nó không được thoải mái, mà về nhà mà vợ em mà vui á thì không sao, về nhà vợ em ở nhà thì bán hàng online rồi check tin nhắn khách hàng, rồi thời gian rảnh thì vợ em coi phim hoặc là làm vặt cái gì đó chẳng hạn. Nhưng mà bữa đó em nhớ về là vợ em coi phim mà bảo là mệt, bữa đó vợ em bưng mâm cơm ra vợ em nói là ở nhà coi phim cũng mệt chứ, rồi thế này thế kia, cái em bực quá em mới đập xuống cái mâm một cái. Lúc đó là vợ ăn nửa chén cơm mà, xong rồi bỏ vô nhà tắm khóc. Còn em thì cũng ăn nửa chén cơm này, em đi ra ngoài cửa. Nhưng mà xíu lúc cái đó là chênh tuổi đó, coi phim mệt thiệt chị nói thiệt. À, khóc thì cũng khóc cũng mệt, mà cười thì cười quá cũng mệt luôn. Tiếng nít nó coi phim nó vậy đó, chứ mình người lớn mình coi mình tự mình suy xét đó là phim. Rồi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Em mong muốn là vợ em bớt cãi lại. Tại vì vợ em nói với em một lần, có chia sẻ với em lần là mặc dù là cái chuyện anh nói ra là em biết là em sai hoặc là em biết em đúng á, nhưng mà em vẫn cứ cãi. Tại vì trong suy nghĩ của vợ em này, vợ em phải luôn luôn đúng. Nhưng mà em hy vọng là cái đó vợ em có thể sửa được. Thế còn em muốn bàn thay đổi điều gì? Dạ em muốn chồng em là nhanh nhẹn lên một xíu, mỗi lần về quê ấy, thì mình soạn đồ nhanh hơn một xíu là được rồi. Chỉ thôi hả? Vậy thôi ạ. À. Quá đơn giản. Có mong chồng đừng có nóng tính quá không? Dạ dạ này bớt rồi chị.
Tại em đang có bầu á, đâu dám Chị thấy nè, em á bàn thực ra nếu em không nói tuổi của em, chả ai biết tuổi của em là vậy đâu. Cái đó chị nói nghiêm túc luôn. Em nhìn so với vợ em á, không có gì là lớn tuổi hơn hết trơn á. Thành ra là chị nghĩ nếu như em có thể giật cái suy nghĩ của em cho nó trẻ trung hơn á, thì cuộc sống của em sẽ thú vị hơn, nó sẽ cái thời gian để em tận hưởng cái tuổi trẻ nó sẽ dài hơn. Tại vì sao? May mắn là em lấy một cái cô vợ nhỏ tuổi hơn mình, về mặt hình dáng, về mặt ngoại hình lại không có chênh lệch nhau nhiều á. Đó là một cái điều rất là may mắn cho em. Thường người ta nói vậy nè, mình cằn cỗi khi mà mình lấy một cái người nhỏ hơn mình á, thì cái sự trẻ trung của họ làm ảnh hưởng tốt, tức là nó làm cái tốt cho mình. Đồng thời á, cái người trẻ đó họ sẽ lấy bớt đi cái tuổi tác, cái sự già nua của mình. Thì tụi em làm được cái điều đó. Rồi thôi, chúc cho hai mẹ con mẹ tròn con vuông và cuộc sống các em luôn luôn trọn vẹn và hạnh phúc nha. Chào. Lâu lâu xuống bếp phụ làm đồ ăn á, cái lén lén ôm cái vô trong bếp á. Lâu lâu cái lén lén hung cái mà cái ngó đầu ra dòm coi bà ngoại phát hiện không. Em mới lớn mà anh hốt luôn rồi. Có cho cơ hội để hung người khác đâu. Sao đó rồi bà khóc dữ không? Vợ em không khóc mà vợ em hồi hộp bất ngờ giống như là không biết thôi. Anh làm gì em dạ? Vậy thôi. Rồi em trả lời sao? Không biết. Mời quý vị chúng ta dành tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Trần Cao Minh Trí, năm nay em 28 tuổi. Hiện tại công việc của em đang là giáo viên dạy thể dục nhịp điệu mầm non. Em tên là Phan Thị Thanh Thủy, năm nay em 20 tuổi. Nghề nghiệp hiện tại của em là giáo viên dạy aerobic mầm non. Ủa tụi em cưới nhau hồi nào? Dạ em cưới được 2 năm rồi ạ. Vừa đủ tuổi là đăng ký kết hôn luôn. Tụi em có em bé chưa? Dạ rồi, em bé được 7 tháng ạ. Rồi hai em quen nhau sao kể nghe. Trước đó là em làm nhân viên sale bên công ty điện máy. Thì một ngày đó em đang đi làm, rồi tới buổi trưa em kiếm quán để nghỉ trưa. Thì em thấy cái quán đó vừa có cơm vừa có nước mía giỏng, thì em ghé vào nghỉ trưa. Thì quán đó là quán của bà ngoại của vợ em bán, thì vợ em bán phụ. Thì vô em kêu dĩa cơm để ăn, mà tự nhiên cô bé bưng dĩa cơm ra dễ thương quá. Chết cười luôn. Rồi em bị sét đánh lúc nào cũng hay luôn. Rồi sau đó em cứ ngồi nhìn cô đó đi đâu cũng nhìn, đi theo nhìn, làm gì cũng nhìn. Hôm đó khách đông nhiều lắm, cũng có nhiều anh nhìn. Mà không có anh nào mà nhìn mình mà lộ liễu mà nhìn phát mà sợ. Đúng rồi. Dạ. Bây giờ chị đi, em qua đây em ngồi đi. Em qua em ngồi, em tái hiện lại cái hình ảnh. Đâu nhìn thử coi, nhìn lùm lùm á. Lúc đó là cái dĩa cơm trước mặt ngồi. Đó, rồi em làm cái gì? Nhìn. Đúng là phản ứng sao? Nhìn vậy má. Các em hỏi em tên gì dạ? Hỏi làm gì? Rồi móc mắt dần cái uống hết ly nước mía, cái không biết làm sao để kêu bé đó lại, cái em kêu ly nữa. Kêu ly nữa mà em làm 3-4 ly vậy luôn á. Bé bán cho bà ngoại á, em thấy tiếp cận bé này không được rồi. Cái em đổi chiến thuật qua tiếp cận bà ngoại. Qua bữa sau em ghé tiếp, rồi cả tuần em ghé tiếp. Bà ngoại có nói cái gì về anh này cho em không? Lúc đó thì ngoại nói thằng này cũng được. Nói chung là công ăn việc làm còn cũng ổn. Có cái chiêu gì mà để bà ngoại mà diệt cái ta hay ta? Mấy lần sau em ghé mua trái cây qua mời bà ngoại ăn. Xong rồi em cũng ghé tới lui rồi cả tháng. Ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 cái em mua con gấu bông to thiệt to, em tới em làm quà tặng cho bạn gái. Mới tỏ tình là bạn gái anh nha. Rồi xong vợ em mới chịu. Rồi bà ngoại đồng ý. Lấy như ra nó không chịu đâu. Mà tại vì á, bữa đó mưa tầm tã, mưa lớn lắm. Ông chạy qua, gấu bông ướt nhẹp rồi. Chỉ có mấy bọc trái cây thôi đó, có con gấu bông ướt thôi đâu mà người kiếm được cái trái tim người đẹp như thế này. Dễ gì, dễ gì chưa đâu. Ủa phải không? Chưa. Còn có cái gì nữa không á? Suy nghĩ là em phải gọi là nịnh bà ngoại. Dạ. Đúng chưa? Nhiều hơn nữa đúng không? Thí dụ, có hành động gì? Hay là có một cái việc làm? Dạ, có việc làm cho anh rồi. Đây, nhân viên không công. Vô làm suốt từ bưng ly cho tới rửa ly, rồi quét nhà, lau nhà, rồi phụ, nói chung là coi như là vô làm ô xin luôn. Gần một năm sau mới tới đám cưới. Nội bất xuất, ngoại bất nhập, không cho đi đâu hết. Không đi đâu hết. Dạ. Có người là muốn làm gì, muốn nói gì. Ở quán. Có là mật vụ là bà ngoại. Dạ đúng. Thân rồi cái lâu lâu xuống bếp phụ làm đồ ăn, cái lén lén ôm cái vô trong bếp á. Rồi lâu lâu cái lén lén hung cái mà cái ngó đầu ra dòm coi bà ngoại phát hiện không. Đâu. Không có, hung cái tiếp theo. Hung sao nó tái hiện lại thôi. Được không vậy? Không được. Được hết. Được. Đó, vợ mình mà, đó, dòm tới dòm. Không có bà ngoại đây, tôi hung cái.
Mà có đặc biệt một cái chuyện này em nhớ tới bây giờ á, là nhà mẹ vợ em có nuôi con chó đó hung dữ, ai đi ngang nó cũng sủa hết trơn á. Cái lần đầu tiên em vô nhà vợ em á, chó nhìn em nó không sủa. Thấy chưa, ông lén ông hung nhiều tới cái mức mà cái mùi của bà này thẩm qua 10 người ông luôn. Rồi ông đi đánh lừa được cái bà chó luôn. Trời đất ơi. Là... có một lần á, là lúc đó là được đi chung á, là cha là mẹ em với lại bà ngoại kia đám cưới. Lúc đó thì cũng dành cho hai đứa mày một vé, rồi cho đi chung luôn. Xong rồi bữa đó là mẹ mắc gì chuyện công việc gì đó, mẹ về sớm. Em với chồng em thì lúc đó cũng nói với mẹ là thôi để ăn xíu, rồi nhưng mà lúc đó là cũng xin về luôn. Chạy về tới nhà nhưng mà không về vô nhà, mà chạy ra gần cái sân banh gần nhà đó. Lúc đó cái đầu xe ngay sân banh, ở trong ta đã banh kệ người ta, ở ngoài em ôm vợ em cho đã. Tại vì đâu có thời gian lần đầu tiên được ôm ở ngoài đường, chứ thường tôi ôm trong bếp không à. Ôm xong cái hung môi đứng ngoài đường, ai nhìn kệ, tranh thủ được phút nào hay phút đó. Xong đâu là... đó là lần lắm đúng không? Dạ, đó là lần đầu tiên ôm và hung ngoài đường, còn lại là trong bếp không. Rồi dạ. Tức là tụi em quen nhau bao lâu thì mới cưới? Dạ là khoảng 1 năm. Rồi đám cưới rồi gì? Vui không? Vui lắm anh. Đêm đám cưới đó vui không? Dạ cũng vui. Bất ngờ, nói chung là nói thiệt thì em nói chung trước giờ em đi làm nhưng em cũng không quen ai hết trơn á. Em cũng là người yêu đầu tiên chứ trước đó giờ em cũng không quen anh nào hết. Em mới lớn mà anh hốt luôn rồi. Có cho cơ hội để hôn người khác đâu. Sao đó rồi bà khóc dữ không? Vợ em không khóc mà vợ em hồi hộp bất ngờ giống như là không biết thôi. Anh làm gì em vậy? Vậy thôi. Rồi em trả lời sao? Không biết. Thì xong rồi vậy qua đêm xong tới sáng. Suốt đêm bé nó có hỏi nhiều câu hỏi khó. Dạ khi mà biết rồi thì không hỏi nữa. Chắc có người là xỉu đó. Vừa thấy nó hết còn xỉu. Rồi sau khi cưới về bây giờ là đã 2 năm. 2 năm chung sống với nhau. Vậy thì bây giờ hai em hãy kể cho anh nghe đi, tật xấu của nhau đi. Vợ em xinh đẹp vậy có tật xấu gì không? Dạ thì cái lớn nhất là tánh còn nít. Nhưng mà trong đó là cái đáng yêu, nói chung là đối với độ tuổi của vợ em bây giờ á, mà biết suy nghĩ, biết làm việc, phụ với chồng, lo cho con và lo cho gia đình, như vậy đối với em là quá tốt rồi. Chỉ con cái là hay nóng tánh, mỗi lần giận là cái nạt em. Rồi còn em? Ông nói nhiều lắm. Đi gì gặp đường cũng nói trơn á. Người ta vượt đèn đỏ cũng nói. Người ta ăn mặc sao đó chứ là hơi lạ lạ xíu cũng nói. Rồi cái đứa nào mà chị nào nhuộm tóc mà xanh quá vàng quá cũng nói, cái gì cũng nói hết trơn á. Nói chung ảnh hay nói nhiều lắm. Để ý nữa kỹ tính, chỉ có cái là kỹ tính quá nhiều khi em cũng khó tánh, cho nên có khi nào mà em giận quá rồi không cho vô nhà rồi đuổi đi luôn đó. Là lần đó em đi về quê đám cưới gia đình đó, là em xin đi á, nói thẳng là xin vợ đi 2 ngày tại vì ở xa đó. Nhưng mà về đó vui quá, cái em ở thêm ngày nữa là 3 ngày. Về là mặt vợ em đóng gom, vợ em lấy cái bịch đen lớn như vậy nè, gom hết quần áo mền mùng gối của em á, bỏ vô cái bao đen bịch đen á. Cái nói anh xách đi, những cái gì mà của anh em bỏ ở đây hết rồi nè, anh lôi đi hết đi. Đúng rồi, lúc đó em nóng lắm, tại vì á lúc đó cũng mới cưới đầu nửa năm mà. Dạ lúc đó em cũng bỏ đi lâu quá, năn nỉ mà vợ em không chịu nên em phải xuống nước. Cái em ấy xuống nước cũng không được nữa nên bây giờ em mới gằn lại. Bây giờ em kêu anh đi đúng không? Đúng đó. Dựng đồ trong đây là của anh hết đúng không? Đúng đó. Bây giờ á anh đi là anh đem hết đồ của anh đi đúng không? Đó, cái vợ mới nói đúng, anh đi đi. Cái em lấy cái bao đem trút hết đồ ra, em lấy cái bao em trùm vô người vợ em kéo đi, em vác, em lôi em ẩm đi. Trời ơi. Cái lúc đó em mới bực mình, em nóng, em đâu biết gì đâu, tự nhiên mình đang ngồi đó, mình đang ngồi mình ấm mức lắm kìa. Cái ổng làm vậy mình tưởng đâu ổng tính đánh mình không, ai ngờ đâu á. Cái anh im, cái không khí nó im điềm xuống hẳn. Cái vợ mới hỏi anh làm gì vậy, anh làm gì vậy, bôi em ra coi. Cái em mới nói thì anh kêu em kêu anh á là cái gì thuộc về anh á, anh lấy đi hết. Thì em là vợ của anh nên anh phải mang em đi. Con. Sau đó hai chồng ôm nhau làm quà luôn rồi xong. Ở tiếp, không đi nữa. Ở tiếp. Dạ. Hay quá, dễ thương quá à. Mai mốt vợ tôi mà đuổi tôi chắc tôi làm cái trò này nữa. Rồi bây giờ nè, em dạ. Mong muốn ông xã em thay đổi điều gì? Em khó nhiều thứ lắm nhưng mà em thấy anh cũng ổn, nhưng mà có cái đó là bớt nói nhiều lại. Nhiều khi nói qua em bực lắm. Tại danh vợ em hay là cầu toàn, giống như là em là phải hoàn hảo nhất.
Rồi giờ tới em. Dạ. Mong muốn bà xã thay đổi điều gì? Em muốn á, bà vợ em thay đổi á, là bớt nóng, là khi mà hai chồng cự nhau á thì chồng nhịn tiếng, vợ nhịn tiếng, nhưng là để không có chuyện gì xích mích lớn xảy ra. Tại vì khi mình nóng á thì mình sẽ không kiềm chế được lời nói. Ừ. Thì mình nói những câu là buồn lòng nhau, khi mà qua rồi á thì những cái buồn đó nó có thể là còn giữ trong lòng. Còn một cái của vợ em nữa, cứ nghĩ là chồng mình lúc nào cũng là số 1, lúc nào cũng là siêu nhân hay gì, cái gì cũng phải muốn hoàn hảo hết. Chứ em suy nghĩ trong đầu em là em hoàn hảo rồi, em tốt lắm rồi, cố gắng để tốt rồi, vậy mà chồng em á, mà nếu như không đạt được cái gì đó thì em sẽ cảm thấy khó chịu lắm. Trường hợp của tụi em ở đây á thì là vợ của em mặc dù ít tuổi nhưng mà vợ của em có một cái chính kiến, một cái chính kiến tương đối là nó là và một cái lập trường tương đối kiên định về những cái điều mà cổ suy nghĩ. Trong cái việc mà em đòi hỏi ở chồng em như vậy đúng chứ không có sai, nhưng mà phải đúng cách, hiểu ý chị không? Đừng để bạn chồng bị mất định hướng, xong bạn chồng làm mất hết những cái gì bạn chồng đã tạo ra. Tại vì sau này cái người chồng sẽ là cái người mà phải là trụ cột cho mình. Mà nếu như bây giờ một lúc nào đó mình làm ảnh hết gai góc anh như là cái viên bi rồi là mình khó. Ừ. Tại vì nó viên bi mà em để xuống đất thì nó lăn hoài, không biết chừng nào nó mới dừng. Chỉ khi nào nó có một cái gì chận lợi nó mới dừng thôi. Đúng nhưng mà phải đúng cách. Đó là cái mà chị khuyên bé. Đó, còn em cũng vậy. Thương vợ nhưng mà phải biết cách thương, đừng thương mù quáng. Sau này cũng giống như thương con vậy đó, hiểu không? Hai em quá trẻ đúng không chị? Nó quá đẹp luôn, tình yêu quá đẹp. Vợ em á, là cái tánh của vợ em á, là sau này vợ em thành đạt á, chứ không có đơn giản đâu. À, một ngày nào đó sẽ chứng kiến người phụ nữ này sau này sẽ thành đạt, và đây sẽ là một người đàn ông Mr. Perfect nha. Rồi, xin chào. Ê, lúc mà em lấy cái chai dầu á, ông nói gì nè, đưa tay đây mình sơn móng tay cho. Đó. Em quay lại móng tay ông sơn một bộ. Em cái trời, học thì không lo học, đi học đi về cho người ta học. Gì mà ông ngồi sơn móng tay nữa. Tại vì á, em sơn á, không là sơn bóng để dưỡng móng tay á mà. Sơn bóng cho nó bóng hả? Dạ. Một lần đi ăn em ăn hoài luôn. Em ăn từ ăn lẩu nè, xong em qua ăn bánh mì, xong em ăn bánh lăng, em muốn xin tố. Em ăn một giây vậy đó, em biết ta sẽ ăn cho khi nào mà không còn tiền nữa, bỏ tay thì thôi. Về xong rồi gặp lại vợ, kêu vợ cưới. Mà kêu hoài không thèm cưới. Cái em nghĩ trong đầu con nhỏ này nó quen mình chơi sao á, không thèm cưới. Và bây giờ mời quý vị dành một tràng pháo tay thật to để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và toàn thể khán giả, chào ba mẹ và chào vợ của em. À, trời ơi. Chào ba mẹ. Chào ba mẹ. Quá có hiếu. Dạ, xin chào hai bác. Dạ. À, mời em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Lê Trung Tính, hiện tại năm 27 tuổi và em là cán bộ văn hóa thông tin ở ủy ban phường 12 quận 6 À, còn em. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Em tên là Đỗ Nguyệt Nga, em 27 tuổi, hiện là nhân viên văn phòng. Rồi, hai em quen nhau trong trường hợp nào ta? Hai vợ chồng em quen nhau trong buổi học đầu khóa năm 2010. Thì lúc đó là em thì đi học á, em ngồi bàn đầu. Chồng em thì lúc nào cũng ngồi cuối lớp á. Là cá biệt, đi học trễ nè, hay nói chuyện nè, hay chút tiếc nè, đủ kiểu. Cái ông ấy trong cái hội trường rất là lớn, thì ông ấy chạy lên, ông ấy xin em chai dầu gió. Sau khi trả em thì nói là trời lớn thì xài đồ nít. Trời ơi, sao lại xin, tại sao không mượn một cô khác mà lại mượn cái cô này cái chai dầu gió? Phải, tại vô thì cái buổi đầu tiên á thì chung là cũng nhiều bạn lắm. Mà có bạn này cũng là dạng hot girl ở trong cái trường á, trong lớp. Thì vô thấy bạn cũng dễ thương, thì mình cũng bộ nhức đầu đó, mình lại mượn xin mượn chai dầu. Mà cái dầu, một cái dầu nhỏ xíu thì giống như cái dầu em bé đó chị. Đấy. Không, mình lại cũng ghẹo ghẹo, lớn thì xài giọng nít gì. Đấy. Mà cái đó chiêu thức của em. Đúng không? Chiêu thức thôi chứ đâu có bệnh hoạn gì đâu. Cái chai dầu lớn, chai dầu bé đâu liên quan gì tới dùng cho người lớn với người nhỏ đâu. Mà ông này á, ông vừa đâu, ông em lúc mà em lấy cái chai dầu á, ông nói gì nè, đưa tay đi mình sơn móng tay cho. Em quay lại móng tay ông sơn một bộ. Em cái trời, học thì không lo học, đi học đi về cho người ta học. Gì mà ông ngồi sơn móng tay nữa. Tại vì á, em sơn á, ông là sơn bóng để dưỡng móng tay á mà. Sơn bóng cho nó bóng hả? Dạ. Sơn dưỡng móng tay. À, sơn dưỡng. À. Riêng em thì em ấn tượng gì về cô gái này? Chung là trước á thì em cũng để ý dễ thương thôi. Mà tại trong lớp á, nhiều bạn rất là ý vợ em giờ á, xong cũng cá kèo cá độ với nhau. Ở giờ rồi coi đứa nào mà cua được nhỏ này, xong rồi vì cái độ đó mà hôm qua em ngỏ lời
làm đủ cách để quen vợ em, cũng mời đi ăn đi uống này nọ mà khó lắm, mời hoài không thèm đi, mà đi cho em ngồi đợi đợi hoài mà đợi mà mũi chích mày nó muốn điên luôn. Tại vì em thích ông này, em biết trước đó, ý là trong lớp đó thì nó cũng đông lắm, là em biết được là cái anh này á là tán mình cho có mục đích rồi, mình chứng tỏ mình với các bạn trong lớp với các bạn cùng trường cùng khóa đó đó. Em ghét lắm, rủ em đi ăn cho đợi đợi hoài lên, nói là tôi không có ra đâu cho đừng có đợi, mà ông chịu khó đợi, mấy đứa kêu là thôi mà ông xuống, mấy con nó lên trên phòng với thầy tìm thấy thì thầy la, thế thôi em chờ hơn một tiếng hộ ông không chịu về, em cũng đi xuống, đi xuống mà em đi ăn nha. Một lần em đi ăn em ăn hoài luôn, em ăn từ ăn lẩu nè, xong em qua ăn bánh mì, xong em bánh lăng, em muốn sinh tố, em ăn một giây vậy đó, em biết ta sẽ ăn cho khi nào mà không còn tiền nữa bỏ tay thì thôi. Mà em đi ăn á là em biết là ổng không thích bún mắm, là không thích cháo lòng, không thích hộp vịt lộn, em cứ đè những cái món ra ăn thôi. Sáng mà rủ là em chỉ đi ăn cháo lòng, ăn bún mắm. Ông nói chợ con gái đứa sáng ăn món thứ rình, ông nói vậy đó. Tối là em bắt đi ăn hộp vịt lộn, ông ăn hộp vịt lộn mà ông chưa có ăn á, lần đầu tiên là hất tung cái bàn bỏ chạy bay hết cái quán người ta hết sao. Ủa sao vậy, không biết ăn à? Em thấy cái trứng vịt lộn mà cái trứng nó, cái con lộn nó bự quá mà lông lá không à, em nhìn em sợ. Bao lâu thì tụi em mới có cảm giác là không ghét bạn này? Chắc cũng lâu á chị, đến lúc mà bạn đi nghĩa vụ á thì là có một chút tình cảm với bạn này là bắt đầu từ đó. Là mấy năm, là bao nhiêu, 3 năm không? Khoảng 3 năm 4 năm. 3 năm 4 năm. Ba năm 4 năm chắc cũng tàn mạc à. Ăn quá ăn mà dắt đi ăn quá trời ăn. Nhưng mà tại sao mà vừa mới cua được cô này á mà em lại sẵn sàng em đăng ký đi như vậy? Em không sợ nếu em đi ở nhà mất cái bạn này sao? Lúc đó thì cái tư tưởng em thì lo cho chuyện lớn hơn là người yêu của mình rồi đó, lúc đó nên gác qua hết để mình đi. Trước khi bạn đi á lại có khuyên lại nó à, thì những trường hợp đi thì người ta rất là khổ, nó không giống như là mình ở nhà được bao bọc đâu, nhưng mà bạn vẫn quyết định đi. Lúc mà đi ra ngoài Cam Ranh á là em cứ bình tĩnh ở nhà, không có trao đổi điện thoại được, ở đó là cấm mà. Em cứ kệ bạn ngoại, cha mẹ có đi thăm nhưng mà em thì không đi, em chờ cho đến lúc mà sắp hết cái giai đoạn ở ngoài á em đi thăm. Lúc mà bạn gặp em mà khóc khóc như mưa, em nói thôi đi về đừng có khóc nữa. Tại vì chờ đợi nhiều người đi chung khóa mình á, lúc nào cũng có người yêu lên thăm này nọ. Mình đi nhìn lại chả thấy ai, cô đơn đó. Xong rồi cái thằng lâu lắm rồi, gần lúc mà mãn cái 3 tháng tân binh á mới lên thăm em. Thì lúc đó là mình cũng hơi bất ngờ, cũng hạnh phúc. Khóc đây là khóc vì hạnh phúc đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi đi bao lâu thì em mới về? Dạ lúc đó đi 18 tháng. Là về luôn? Dạ về xong rồi gặp lại vợ, kêu vợ cưới mà kêu hoài không thèm cưới. Cái em nghĩ trong đầu cái nhỏ này nó quen mình chơi sao á, không thèm cưới. Rồi có cầu hôn không mà tự nhiên kêu ta lấy mình? Trời ơi, anh nghe nè, ông này không có lãng mạn như người ta là anh cầu hôn em bó bông hay cái gì, thôi cưới đi. Trời lâu quá rồi, quen hết đời trai con người ta mà không cưới. Đúng rồi, ta nói đúng mà. Sao mà em có nói là trời thì từ từ, còn trẻ mà giờ sao mà lúc mà mình cứ đi làm đi là từ từ tính, mà ông chịu, cứ là ngày nào cũng đi làm. Em thì làm giờ trễ hơn một chút là 6 giờ mới về đến nhà, còn chồng em thì khoảng 5 giờ thì chồng chạy về Biên Hòa, ông mới làm hết việc nhà xong rồi ông mới ra trước. Cái nhà em ở gần chợ á, ông ra chợ ông nói chuyện lung tung người chợ, ông ngồi ông chém gió, ông mang kem cho kem của trong nhà ra ông mời người chợ vậy đó. Trời, xong rồi ông hào phóng lắm, rồi nói chuyện xong rồi cả khu chợ biết tới ông. Trời, người ta hỏi em bao giờ cưới, xong rồi mẹ em nói với ông này là ở trên đấy hết gái rồi sao đi xa vậy con, về đây lấy con này. Rồi sau đó thì bao nhiêu lâu thì hai em mới bắt đầu đám cưới? Từ hồi quen nhau đến lúc lấy là 6 năm. Một sáu năm. Sáu năm hơn. Sau cưới vui không? Có kỷ niệm gì sau khi cưới không? Chắc... Cưới nhiều cái nó nhức đầu lắm. Tức là cái đám cưới thứ hai là đám cưới nhà chồng, sau lúc em về phòng, điều đầu tiên em thấy là một bức thư tình của ông này dài 12 trang. Cho ai? Viết cho ai? Trai viết cho ông này. Xưng anh em yêu anh, cảm giác câu nói nào của anh trong đó làm sao ghi hết. Tức là kết thúc bức thư là dù gì đi nữa thì em vẫn chờ anh. Trời đất ơi. Trời ơi chị. Ủa nhưng mà bạn là cái bạn này... đó là bạn của em hả? Dạ cái bạn đó là đồng nghiệp chung cơ quan em. Thì bạn đó là con trai, mà nói chung là đồng nghiệp với nhau thì mến với nhau cũng là bình thường thôi. Ông này em thấy em đọc được bức thư ông hoang mang lắm, cái nét mặt của ông em buồn cười, nhưng mà em đọc xong rồi thì thôi em cũng để đúng chỗ đó, vậy em cũng không nói năng gì cho tới bây giờ. Tức là ông biết em đọc nhưng mà em cũng không có khiển trách hay trách móc, vậy em cũng không nói với bạn kia, tức là chúng ta cứ giữ mối quan hệ bình thường. Rồi các em lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ cũng 6 tháng mới à? Dạ đúng rồi. 6 tháng về ở chung với nhau có tính xấu gì lòi ra không?
Chà. Có vợ em lòi ra nhiều lắm. Cứ hay mò biếu em á. Mò gì? Biếu. Nói cái chữ đó mà cô không hiểu nữa. Không có rõ, không có nghe. Có ngày cái mò hoài mà em bực mình luôn. Em nói mò gì mò hoài á. Lúc nào cần mò cũng mò, không cần cái lại mò hoài. Rồi lúc này cái cực thì hay nó khó chịu, cái càm dạm hoài à. Nhức đầu lắm. Nên em đi làm về cũng mệt. Thì vợ làm gì cũng mệt. Từ từ dọn cái phòng ở hai mình á. Từ dọn về phải bắt cái này bắt cái kia mà phải làm liền à. Phải làm sạch sẽ sạch bông luôn mới chịu à. Chứ làm mà qua loa là không có đâu. Cái lầu bầu cằn nhằn nhức đầu. Rồi khó khăn gì á, có khi nào mà cổ ăn hiếp em không? Có la mắng được không? Có làm quýnh em luôn chứ. Chưa quýnh là hồi xưa thôi, còn bây giờ hết quýnh rồi. Tức là em đang căng thẳng công việc, đi về em vẫn làm trên máy tính vậy nè. Ông ngồi sau á, tức là mình đang tập trung lắm. Ông cứ ngồi sau, em ăn cái này đi, cái kia đi. Em quay ra, trời tránh ra. Ta đang làm gì, ông cứ ăn hoài vậy, ông ăn bằng mình không đi. Cái ông giận, ông cất đồ ăn thì ông lên giường nằm luôn. Hồi đó là tính xấu của vợ, còn nữa không? Bây giờ em có gì đó xấu, cái vợ cũng hoàn hảo cũng nhiều. Nhiều đó đủ rồi. Thế còn ông xã em sao? Ngoài ngáy ra thì ổng còn vợ với thun đó anh. Ví dụ mình nói một là một. Đúng rồi. Không phải với mình ai đâu, ai cũng vậy á, với thun mò luôn à. Khi nào em hối chờ cho nướng một tí nữa đi, cho nướng một tí nữa đi. Lúc nào ông đi trễ so với những người khác hết á. Chưa kể là nói được không làm được. Ông nói em từ hồi mà quen nhau ông nói là anh sẽ bỏ thuốc. Từ năm 2010 đến giờ 8 năm rồi chưa bỏ. Có vợ đẹp gì nè, có ghen không? Có ghen không? Trời, cái này em phải nói chứ. Em đi xe đưa rước công ty á, cái xe gì có 12, xe 12 có 12 người thôi à. Em đi xuống, ông rước em, tức là ông để cho em đi xe máy nhưng mà ông rước em nhìn. Trời, ông kia ông nhìn bà nè. Có vấn đề gì mới nhìn nhau vậy thôi chứ không thể nào nhìn vậy đâu. Ví dụ như người ta nhìn á. Anh mắt bình thường chẳng hạn, em nhìn anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân là mắt bình thường. Còn nhìn mặt người ta đá đó khác rồi nha. Trời ơi, nhiều khi ông bị tật rồi sao? Cái đó không biết. Em mà nghe điện thoại á, thay vì người ta cũng tế nhị là người ta chờ vợ mình nghe xong, người ta sẽ hỏi là ai hay là ai vậy em có làm sao không? Người ta đang nghe điện thoại tai nào, ông đứng trên tai nào, ông nói là ai vậy, ai vậy, cứ vậy hoài. Đưa cái điện thoại cho ông nghe luôn. Đúng không? Ngày xưa ông còn đập lên cái điện thoại luôn. Đập điện rồi. Thoại ba em mua đập luôn vậy. Xong mai đi mua cho em cái khác cũng vậy à. Vậy đó hả? Rồi bây giờ em mong muốn ông xã em thay đổi điều gì? Em mong muốn ông xã thay đổi thì rất là nhiều, nên là em chỉ có thể nói đơn giản là em mong muốn ông xã là một người giàu. Giàu là giàu về ý thức. Ý thức ở đây nó rộng lắm, tức là khi mà anh có ý thức về tất cả phương diện á thì anh sẽ hoàn hảo hơn cho con người của mình thôi. Thực ra thì đối với chấm điểm khó thì em thấy chồng em đã là 50% của người đàn ông hoàn hảo rồi. Thì bây giờ chỉ cần cái động lực để cho anh thay đổi nốt 50% còn lại thôi thì anh sẽ ok. Thế còn em? Vợ em thì cũng là ok rất nhiều. Chỉ mong muốn một điều là bớt nhây mà bớt nói. Nói một lần thôi chứ đừng nói nhiều lần quá mà em nghe em mệt lắm. Đó, em chỉ mong vậy thôi. Mà ở đây á, vợ em á, thực sự nói ít á, thì vợ em mong em hiểu nhiều. Nhưng mà chị nghĩ là với chồng em á, em đừng có nói ít, em cứ nói nhiều để chồng em hiểu đi. Nãy giờ chị cảm nhận như thấy em á, còn vô tư lắm, còn trẻ trung lắm. 27 tuổi vậy chứ mà thấy chưa đâu. Tại vì cái người đàn ông mà em muốn họ trưởng thành phải trên 30. Đó chứ còn 27, tức là từ 30 đổ xuống vẫn lúc nào cũng giống như là trẻ con vậy đó. Thường là những người như vậy á, là em phải nạp vô từ từ. Em phải thấy cho bạn thấy những cái khó khăn, những cái phức tạp của cái cuộc sống này. Nếu như mà mình có một cái gia đình, mình phải chống chọi. Đó thì từ từ, chứ còn bây giờ để bạn ấy tự nạp vô á, thì chị nghĩ là được chứ không gì á. Nhưng mà nó lâu, thì tại sao mình để lâu làm chi? Rồi. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn. Chúc hai đứa mau có con nha. Mà mỗi lần ba mẹ em vô là anh này và anh đi tránh nạn. Tới nỗi mà ông chủ phòng trọ của em á, mỗi lần mà thấy ba mẹ em vô á, rồi gặp anh này kêu lại đi tị nạn à. Là vui không? Tức là sống thử vậy á, vui không? Vậy cũng vui, nhưng mà lúc mà mới đầu ở chung á thì anh còn kiểu như anh vẫn còn giữ hình tượng. Nhưng mà sau khi mà em đang ngủ nửa đêm cái không ngủ được lại quay qua tát em lại, kêu em dậy chơi vậy đó, không cho ngủ nữa. Ngay nhiều trạng thái đó mà 50 sát thái ngay. Và ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Dạ, dạ chào anh chị ạ. Rồi bây giờ mời em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Võ Xuân Lộc, em sinh năm 1989. Dạ, nghiệp hiện tại của em bây giờ là nhân viên văn phòng. Rồi, con em.
Dạ em tên là Phạm Thị Như Trúc. Hôm nay em 27 tuổi. Nghề nghiệp của bây giờ làm nhân viên văn phòng. Trúc và Lộc hai em là quen nhau ở đâu và tình yêu các em nảy nở như thế nào? Bọn em gặp nhau là đợt Tết. Dạ thì bọn em có một người bạn tổ chức đánh bài với nhau trên nhà người bạn đó. Thì bọn em mới đến và góp vui. Thành ra em vô em gặp bé này. Em thấy đánh bài máu lửa quá. Thành ra em thấy cũng xinh xắn nữa, cũng có cá tính. Rồi em mới bắt đầu xin số điện thoại và làm quen. À. Dạ. Tết là Tết năm nào? Dạ Tết đó năm cách đây cũng 6 năm rồi. Dạ. Cách đây 6 năm rồi. Dạ. Trúc lúc đó chắc là sát phạt dữ lắm đúng không? Anh này chơi bài cũng kiểu như cũng chặt chém mọi người lắm. Thì em thấy vậy em ghét quá, em mới chặt em lại. Em chặt lại. Với lại ảnh vẻ bề ngoài của ảnh nhìn nó kiểu như là ma tóc tóc rồi dài dài rồi nhìn kiểu dơ dơ. Em cũng lúc đó là vẻ tóc dài hả em? Dạ cái style hồi đó nữa anh. Dạ, anh kiểu giống Biren vậy đó. Dài dài ruốt lên nữa đúng không? Dạ. Đến bao lâu thì bắt đầu hai bạn mới kết nối với nhau? Dạ thì trong buổi đánh bài đó luôn thì em bắt đầu em xin số điện thoại qua một người bạn. Dạ thì lúc đó em về bắt đầu em nhắn tin cũng nói chuyện này kia qua lại, nhưng mà cô này lúc đầu rất là khó, hẹn đi chơi cũng không chịu đi. Rồi bắt đầu em lên chiến thuật của cô này như thế nào? Lúc đó cũng đi làm rồi thành ra không có thời gian, còn bạn này thì đang còn sinh viên thành ra thời gian cũng rảnh. Cái em mỗi lần mà muốn lên gặp nhau á thì là đi vào chủ nhật. Dạ chủ nhật thì lúc đó em làm việc ở Bình Dương, em lên phải Sài Gòn chơi thì phải chơi nguyên ngày. Thành ra em mới rủ bạn này đi coi phim. Coi phim một lần thì em coi hai bộ cho nó giết thời gian nữa. Em cứ 7 giờ sáng em lên rồi tới 11 giờ đêm về. Trời vậy em ngày chủ nhật. Tuần nào cũng vậy luôn. Dạ. Vừa tốn tiền mà vừa tốn sức. Dạ, đúng. Nữa. Rất là tốn. Có đợt có đợt mà cũng không được gì chứ. Dạ, vòng 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 ngoài đường vậy đó. Có đợt ảnh đi mà ảnh nói vậy mà ngủ gục giữa đường luôn, đến lúc đi về Bình Dương. Đuối quá mà. Dạ, đúng rồi. Từ từ rồi mưa dầm mà thấm đất đúng không? Dạ, dạ đúng. Cái đêm mà 14 tháng 2 á thì ảnh mới nhắn tin là tỏ tình rồi, rồi hẹn là nói là mình quen nhau nha, rồi ngày sang ngày sáng 14 tháng 2 là tụi em đi chơi, bắt đầu chính thức quen. Như vậy là yêu nhau tới mấy năm? Dạ 5 năm. 5 dạ. Năm. Ở trong 5 năm yêu nhau đó thì có những cái kỷ niệm gì mà nó rất là đặc biệt? Dạ thì bọn em quen nhau được 2 năm rồi. Thì lúc đó là năm 2013. Thì bọn em bắt đầu sống chung với nhau trước khi cưới. Dạ. Lúc mà tụi em ở chung thì tụi em giấu gia đình ở chung. Giấu hả? Dạ đúng rồi. Không có cho gia đình biết. Tại vì trong thời gian 2 năm rưỡi á quen nhau thì ba mẹ em không có cho quen anh này. Lý do? Tại vì ba mẹ em muốn em làm giấy tờ đi nước ngoài á. Cho nên mỗi lần mà, tại vì ba mẹ em ở ngoài Khánh Hòa á thì cũng hay vô Sài Gòn lắm, tại vì có công việc trong này. Một tháng cũng phải vô 3-4 lần á. Mà mỗi lần ba mẹ em vô là anh này và anh đi đi tránh nạn. Tới nỗi mà ông chủ phòng trọ của em á, mỗi lần mà thấy ba mẹ em vô á, rồi gặp anh này kêu lại đi tị nạn à. Nếu mà đi tị nạn là cũng phải cuốn quần. Dạ đúng rồi, cuốn hết đi chứ, trong nhà có cái gì liên quan anh là cuốn lúc đi hết. Đi đâu em? Dạ thì nếu mà ít ngày á thì em xuống phòng bạn em ở ké một vài bữa. Còn mà vô cả tuần thì bắt buộc phải ra khách sạn ở rồi chứ bạn đâu mà chứa nổi. Lúc đó là có cái phòng của một thằng em ở trong quê luôn, ở dưới lòng lầu 1 á. Mỗi lần mà, tại vì ba em hay vô bất ngờ á, sáng mà ba em gọi điện là ba tiêu tới nơi rồi, là coi như hai tụi em chạy cuốn cuốn quần áo. Bất ngờ quá, bất ngờ quá. Liền như anh chạy xuống dưới phòng đó, liền một cái phạch vô phòng thằng nhỏ đó để cho ba em đi công việc đi. Xong rồi mới bắt đầu đi ra khỏi nhà. Trời ơi, vậy đó hả? Dạ. Vậy mà giấu được đến tính ra là Nếu mà chương trình chưa lên số thì vẫn chưa biết. Khi nào lên sóng thì sẽ chắc chắn sẽ biết rồi. À. Tại vì bọn em vẫn không nói tới bây giờ. Dạ. Nhưng mà theo em nghĩ là ba mẹ em cũng có biết nhưng mà họ không có nói đâu. Tại vì hôm bữa ba mẹ em cũng có hỏi là có sống chung với nhau đúng không? Em cười thôi chứ em cũng không có khẳng định hay phủ nhận gì hết. Mà thôi bây giờ mọi chuyện đã suôn sẻ rồi, đã gọi là vui vẻ hết rồi cho nên là kệ, nói cho ba mẹ biết cũng được, không có sao hết. Tâm đi, bữa nay ba mẹ em biết hết á. Nhưng mà được có điều đặc biệt là lúc mà em với anh ở chung là có thêm thằng em ruột em nữa, đồng phạm. Phạm luôn, ba người ở chung nhà. Dạ đúng rồi, ba người ở chung nhà. Rồi những lúc mà tẻn tò với nhau đó thì có khi nào bị em trai phát hiện không? Em thì em trai nó đi xuống rồi em nghĩ nó cũng thấy, nhưng mà nó là mặt nó quay vòng khác, nó đi một lèo cho phòng vệ sinh, xong rồi đi một lèo lên phòng. Ví dụ như mỗi lần mình muốn
húng hích này kia thì mình phải canh nó đi ngủ rồi thì mới đầu mình mới này kia được. Trong cái thời gian mà sống chung với nhau á là vui không? Tức là sống thử vậy á, vui không? Vậy cũng vui, nhưng mà lúc mà mới đầu ở chung á thì ảnh còn kiểu như ảnh vẫn còn giữ hình tượng. Nhưng mà sau khi mà ở chung một năm rồi á thì ảnh bắt đầu bộc phát ra. Tối ngủ thì thả bơm. Lúc đầu thì ảnh còn chạy vô toilet hay là đi ra ngoài, nhưng mà sau đó là thả tự do luôn, thả thoải mái luôn. Còn hỏi em hợp không em? Rồi em là tụi em ở chung với nhau như vậy thì cái ngày mà đám cưới, đêm mà đêm tân hôn chắc có lẽ đâu có gì để gọi là xa lạ đối với hai đứa nữa đúng không? Anh này bị chạy toilet không ra được nguyên đêm đó luôn. Ảnh thì ảnh đập tường rầm rầm, cái phòng toilet thì sát bên, sát vách vậy á, nhưng mà em không có nghe. Tại lúc đó em ngủ rồi. Xong rồi cái bạn ở phía trên lầu á mới nghe chạy xuống, mới kêu ba ảnh ra giải thoát. Tại vì ba ảnh là rất là giỏi mấy cái sửa, mà sửa nhà này nọ. Xong rồi một hồi sau khoảng tới 1-2 giờ sáng á ảnh mới được ra ngoài. Trời ơi. Bà nó đêm tân hôn rồi. Ủa nhưng mà lý do gì em đi vô trong toilet mà? Tại vì lúc đó có bạn em ở Sài Gòn vô ra nữa. Thành ra em muốn kỹ tính thì dù sao dâu cũng mới về nhà chồng thì mình an toàn tí, mình kiểm tra cửa này kia thử. Thì lúc em vô em bấm cửa cái không có được luôn. Kiểm tra. Rồi lúc đó cái cảm giác em xem ra coi như em tụt mút hết luôn á. Mà vô luôn. Tới phòng thì vợ ngủ mất tiêu rồi. Ngủ mất tiêu không rồi. Hề biết là em đang bị tù đầy đó. Sáng hôm sau nghe ba chồng em kể lại mới biết. Coi như là bữa đó chú rể là coi như là tự kỷ nhất luôn á. Chắc nói chung là sau đêm đó là em hận cái toilet đó luôn đó. Mai là thay cửa luôn anh. Rồi bây giờ là ở với nhau bao lâu rồi? Em mới cưới tháng 10 năm ngoái, được 6 tháng á. 6 tháng? Dạ đúng rồi. Vậy thì bây giờ có cái gì để gọi là vỡ mộng về nhau đó không? Bây giờ thì hả, kiểu như đi làm về á là dí đầu em vô nách hỏi thử thơm không? Tại vì em rất là sợ cái mùi nách của ảnh. Mà mỗi lần ảnh về á, một là ảnh cởi áo ra, hai là ảnh dí đầu em vô vậy đó. Thú vui rất là nghĩa là. Ủa sao có một cái thú vui là ái mùi như thế hả? Mà ảnh rất là thích làm cái điều đó. Rồi còn gì nữa? Chưa đâu Lộc, chút nữa tới em nghe, cứ để đi, cứ để bên ấy đi em nghe. Rồi những lúc mà em nhờ ảnh làm việc nhà hay gì á là ảnh kiểu như ảnh trốn việc để ảnh chơi game, còn không là ảnh kêu là anh vừa mới giặt đồ rồi, nhưng mà thực ra giặt đồ phải giặt đồ máy giặt mà ảnh kêu nhưng mà anh có bỏ đồ vô rồi, có bấm đồ giặt rồi, là vậy là có làm rồi đó. Tức là làm biến đúng không? Còn tật xấu gì nữa không? Ngoài cái tật xấu mà bụp ra thì ảnh cũng ok, cũng biết chiều vợ, nhưng mà mỗi khi mà ảnh hai tụi em giận nhau mà kiểu như mà em thì tính hơi bị nhây, mà ảnh thì ảnh nóng lên là ảnh rất là bực mình, em càng nhây anh bực mình là anh đập cái điện thoại, mà cũng may là biết lùi điện thoại để đập, không đập iPhone, đập cụ bắp. Cái cụ bắp đập cụ bắp. Ngoài cái đó ra là ảnh ok rồi. Dạ đúng rồi, ảnh được cái đó là chiều vợ. Dạ nhây, đang nói dù nhây em kể luôn, nhây lắm, giống như buổi tối thì vợ chồng hay này kia. Cái mình có hứng lên rồi, cái lăn đang ngủ. Chưa nổi không? Em đang ngủ nửa đêm, cái không ngủ được. Lại quay qua tát em vậy, kêu em dậy chơi vậy đó. Không cho ngủ nữa. Ngay nhiều trạng thái đó mà, 50 sát thái ngay. Rồi ví dụ như em lúc mà em làm việc hay là em chơi game gì đó, em rất là tập trung. Thì như vậy, canh như vậy, những lúc đó thì bắt đầu đặt hàng trên mạng, mua online. Cái anh em mua cái này nha. Ok, cái bấm trên tay. Rồi anh em mua kia nha, cứ bấm vậy rồi hồi tới nó vàng, ủa em mua cái nào vậy, rồi xong chuyện đã rồi, bị gài hàng đúng dạ, không tiền chạy phòng tấu. Rồi bây giờ em mong muốn ông xã thay đổi điều gì? Em thì hả, mong muốn ảnh bớt mê game lại, rồi biết phụ vợ hơn. Rồi với lại anh có một cái tật là mỗi khi mà ảnh làm gì sai á thì em bắt được lỗi sai đó thì ảnh không bao giờ xin lỗi em á, ảnh không bao giờ chịu nhận lỗi, thì ảnh sẽ suy nghĩ, ngồi một hồi suy nghĩ về cái lỗi hồi xưa của em, anh bắt ngược lại. Em muốn ảnh là hả, kiểu như là em mà bắt được lỗi gì thì ảnh chịu nhận lỗi, xin lỗi em. Thì khỏi hai vợ chồng khỏi phải cãi nhau. Chỉ như vậy thôi, còn lại tất cả ảnh rồi đó, ok. Mẹ con em, Lộc. Dạ, em thì muốn vợ thì bớt nhây lại. Dạ. Với lại mình kiểm soát cái tài chính cho nó hiệu quả hơn. Lâu lâu đừng có mua tà lao nữa. Giống như mua giày anh, mua một tủ to, biết bao nhiêu đồ giày đó mà lúc này cũng kêu không có đồ giày mặc. Dạ. Thương quá. Dạ. Chứ không có đồ mặc. Rồi hết rồi. Dạ. Cặp vợ chồng này nãy giờ kể
toàn những chuyện đáng yêu không ta? Thiệt như cái lầy của vợ em á, chị tưởng tượng đấy cũng dễ thương lắm. Chắc có lẽ là ngay bởi vì là ở nhà chưa có em bé hay sao á. Thì đúng rồi, thời gian, đúng rồi. Còn thời gian nhiều cho nên đùa giỡn với nhau. Dạ đúng rồi, có em bé rồi hết giỡn luôn á. Em canh nên kiếm cái thời gian nào nó sức khỏe dồi dào đó, em tấn cái rằng cho có thai đó, cái xong đẻ đi. Rồi coi như là hết lầy hết ngay liền á. Chúc hai em ha, sau chương trình này về ha sẽ không còn nhây nữa. Và mong rằng là hai em qua năm sau sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời xuất hiện trong gia đình của mình. Dạ, cảm ơn anh chị ạ. Cảm ơn anh chị ạ. Cảm ơn.